chắc con ốc nó ăn thịt người ta gì á. Dạ. Ừ. Cái bà chị mới nói rồi mày ơi, vậy là con ốc nó ăn rồi, ăn thịt rồi. Ghê vậy. Ừ. Bị là ba ngày rồi nó cũng nổi lên nên nó sình, nó bụng sình trương lên rồi. Lúc đầu là hồi nó chết nè là nó cũng bụng bụng cục á, ở trần. Dạ. Đó. Rồi nó đi về là nó cũng bụng bụng cục. Đó, nó về nó kêu cô nói thôi thằng này nó chết rồi sao mới về, nó nói con không có chết đâu. Tao nói mày không chết sao mày té dưới sông. Thấy con bé rõ ràng vậy đó, thấy hình đứng rõ ràng mà ở trần kêu nó bụng quần cục cái gì đó, thật là với mẹ nó. Mẹ ô con bé anh kêu con mẹ à, cho ảnh có gian xe đạp gì đây, nó qua cái cầu này chết chỗ cái cầu này nè, cầu chậm trong nia này nè. Là lúc đó cô ngủ ở đâu, cô ngủ ở đâu mà gặp em bé về thường xuyên á cô? Nằm trước đây nè. Là cô nằm đây với bà chị này. Bà chị này. Mến chào cô bác anh chị em. À, hiện tại mình đang có mặt tại trong một cái đường vườn tại huyện Gò Vao, tỉnh Kiên Giang. Thì mình được sự giới thiệu của một người em về và về một bà cô. Dạ cô thứ mấy cô? Thứ tư. Dạ đây là cô Tư. Cô Tư đã biết rất nhiều về những cái câu chuyện tâm linh, và điều đặc biệt là cô Tư á thì có một cái người con đã mắc bị chết nước, thì cái người con rất là linh thiêng. Trời ơi, cái tiếng gì vậy cô Tư? Bệnh bếp. Bệnh bếp hả? Ừ. Trời ơi, dạ, cái việc mà cái người con của cô bị mắc như vậy đó, và linh thiêng, và em ấy mắc bao nhiêu tuổi và như thế nào đó cô? Cô Tư có thể chia sẻ cho con và bà con cô bác nghe rõ hả cô Tư? Hồi nó mất đó là nó 29 tuổi rồi. Đó, mà bây giờ là 3 năm gì, 3, 4, 3 năm rồi. Đó, rồi cái nó gì à? Nó đi gì à? Cái tôi mới mở miệng tôi hỏi chứ mà sao mày chết rồi mà mày đi gì à? À mày té dưới sông mày chết rồi sao mày về chứ vậy? Nói con có chết đâu mà nó chết. Trời ơi. Ừ. Mà nó té dưới sông nó chết rồi là 3 ngày mới là kiếm đi vớt được đó. Đi vớt cái người ta mới hai vỏ, ba vỏ gì đó bên sông, cái người ta bơ dài dây rồi kéo mà không gặp. Cái qua ba bữa sau á là nó nổi lên. Nó nổi lên chỗ ngang cái kinh ở dưới này nè, nổi lên tóc phơi à. Rồi người ta mới đốt đèn lên là thấy tóc phơi cái rồi ra gặp nó rồi nè, gặp nó rồi nè, la lên nha, gặp rồi. Đem lên đi hen là mấy cái con ốc đó. Nó đeo giò hen rồi nó cắn lủng rổ gì nè, kêu ốc gì đó không biết. Trời ơi. Ừ. Mấy ngày cô, 3 ngày hả? 3 ngày mới vớt được. Nó lủng rổ gì nè. Chắc con ốc nó ăn thịt người ta gì á. Dạ. Ừ. Cái bà chị mới nói rồi mày ơi, vậy là con ốc nó ăn rồi, ăn thịt rồi. Ghê vậy. Ừ. Bị là 3 ngày rồi nó cũng nổi lên rồi nó sình, nó bụng sình trương lên rồi. Sình trương ướng lên rồi. Rồi chị nói rồi vậy là nó sình con ốc nó mới ăn đó. Dạ, lý do tại sao ảnh mắc á cô Tư? À, nó mà bị thần kinh giật rớt dưới sông. Trời ơi. Đi qua tiệm mua đồ, cái thần kinh giật nó rớt dưới sông. Cái tôi mới 8 giờ rồi tôi không thấy nó gì à. Tôi qua tôi kêu anh bà con tôi nè, chạy xe đi kiếm coi. Chạy xe đi kiếm là tùm lum hết trơn, 2-3 người đi chạy xe kiếm mà không gặp. Đó. Rồi mới tới chừng qua bên tiệm hỏi người ta thì người ta nói nó đi cầu, đi ngang nó về rồi. Đó, bữa nó giật té luôn với nó chết á. Là đi kiếm, đi mò hoài mà sau 3 ngày thứ 3 mới gặp nổi mới lên. Gặp nó nổi lên. Dạ, và sau 3 ngày đó thì cái việc mà linh thiêng mà ảnh về nhà của cô như thế nào đó cô có thể cho con biết rõ được. À nói gì mà gì tôi mới kêu tôi hỏi. Tôi nói sao mày chết rồi mày còn gì ở đây vậy? Nó nói con đâu có chết. Tao nói chết rồi. Nó nói là dĩa là con ngủ nha. Ngủ của nó chết rồi, mày chết rồi sao mày về? Nó nói con đâu có chết. Mà nó gì nó bận quần cục sát háng vậy nè, mà nó ở trần. Là đúng như cái lúc đầu luôn hả cô? Đúng lúc đầu là hồi nó chết nè là nó cũng bụng bụng cục á, ở trần. À. Đó. Rồi nó đi về là nó cũng bụng bụng cục. Đó, nó về nó kêu cô nói thôi thằng này nó chết rồi sao mới về, nó nói con không có chết đâu. Tao nói mày không chết sao mày té dưới sông. Nó qua nó kêu cô nữa chứ. Bà cũng gì thấy nó bụng bụng cục nữa. Kêu về kêu cô thêm một lần nữa. Ừ. Đó. Ờ, bận quần cục, họ chết cũng bận quần cục mà. Cầu trần. Ảnh chết lúc mấy tuổi cô? À, nó chết là nó hồi 29 tuổi á. Dạ, cách nay là bao nhiêu năm rồi cô? À,
Năm nay 2000 lẻ mấy rồi không biết. 2022 tôi. 22 à? 22. À, nó chết 3 năm mà. Mới 3 năm nay thôi. Ừ, 3 năm nay thôi. Vậy là đáng lẽ năm nay nó là 32 tuổi rồi. Ừ. Và sau lần của cô Tư gặp rồi cái người cô kia gặp nữa thì ảnh còn về báo mộng hay làm những điều gì khác còn nữa không? Còn về cái như về cái nó kêu cô Hai đó. Cô Hai ơi, con dạ. Con về nè. À, cô Hai nói mà mày chết đi sao mày còn về đây? À, ôm trái dừa khô đi. Rồi cô Hai nói vụ mày leo mày bẻ con ta hả? Nó nói không có, con lụm. Bữa nay tao cũng thấy bận quần cục nữa. À. Cô Hai gặp nữa. Cô Hai gặp nữa, gặp bận quần cục nữa. Cô bà nói, mày nói với cô. Tôi nói tôi cũng thấy nó bận quần cục nữa. Mà nó chết chứ cũng bận quần cục. Mà nó ở trần. Bà nói thôi tao sợ quá trời đi. Giờ tao thấy nó đi ôm cái dừa mà đi vòng ngoài lộ rồi nè. Vòng vòng ngoài lộ chứ cửa nhà cô. Ừ, rồi đi qua cô Hai nó. Rồi đi trở lại. Bà nói thằng này bộ mẹ ăn cắp dừa, ăn trộm cái gì. Nó không có đâu con lụm. Con đâu có biết leo. Nào vậy nó có biết leo dừa nó bỏng gì. Rồi trả lời lụm luôn. Lụm luôn. Con lụm chứ con không có leo. Trời ơi. Ừ. Mà nó nói nghe lộng lộng vậy đó. Mà cô nằm cô ngủ mà cái vía cô nha là nói là nó đi cái bằng nó ở trần mà nó đi nó bận áo không có bận áo. Đó. Là cái lúc mắt là cũng bị gan vậy luôn hả cô? Lúc chết mắt, bằng cục luôn. Bằng quần cục luôn. Vớt lên nó cũng quần cục ở trần vậy rồi. Đi cái hồn cái gì nó cũng bận cục mà. À, ở trần. Là sau 3 ngày mắt đó là cô gặp liền hay là cách bao nhiêu ngày mình mới gặp em đó về? Nó chết đi hen là khoảng đâu cỡ chừng nửa tháng là nó về rồi đó. Chứ không lâu. Nửa tháng là gặp về. Gặp về à? Ngoài cái việc mà về gặp báo mộng như vậy, ngoài ra em ấy còn nói gì với cô hay bà con khác không cô? À, nó nói gì? Nó nói con về đây là con đi lên trên bà mẹ nuôi con chảnh á. Nó có bà mẹ nuôi. Thương lắm. Bà mẹ nuôi. Ờ. À, nó nói mày đi chảnh ngăn đủ mẹ, mày chết rồi mà mày đi chảnh ngăn đủ mẹ, mày làm cho bà sợ nữa, mày báo bà nữa, bà kêu bà sợ bà chết nữa. Trong hồn trong vía cô nói gì với em ấy luôn? Ừ, nói luôn. Đó, tôi nói đây mày lên chảnh cho mẹ, mày nói mày chết rồi. Mà mày đi lên chảnh đi rồi mày kêu bả ngăn đủ bả giật mình thức dậy sao bắt chết giới bả chết nữa. Cô đi còn hết hồn hết vía nè, cái gì nó kêu cô mà cô ngủ ngăn mà cô. Ôi trời đất ơi trời. Ở như đâu cô, mày? Như cô Tư vậy là gặp được mấy lần cô Tư? Nó hả? Dạ. Gặp nó gì hai lần. Hai lần. Ừ. Vì hai lần cô thấy hết trơn. Ôi ôi. Thấy rồi cô nói nó té sao không chết rồi mà sao nó về nó không có chết. Cô không có chết mà bà nó chết. À, cô còn thì sống rồi. Cô còn gặp ảnh không hay là hả? Hiện tại bây giờ cô còn gặp ảnh không? Thì cũng cỡ khoảng 10 bữa nửa tháng thì cũng gặp nữa à. Nó không có rời xa cô còn đó đó. Chỉ là gặp có nói gì không hay là chỉ đi vô nhà rồi. Chỉ đi vô nhà nha, người nó giỡn với cô, nắc nhéo ngăn dò cô ngăn tới sáng ngăn ma đó nghe nó bầm hết trơn mấy cái dụng gần đó luôn hả? Ừ nhéo người ta kêu ma ma chúa cắn đó. Rồi ma đó nghe nó dò cô bầm hết trơn nghe giấu lỗ vậy nè. Tức là trong đêm đó mà cô gặp mà nó ảnh giỡn với cô là sáng lại là cô thấy cái chân cẳng cô bị bầm hết trơn. Bị bầm. Làm như là nó ngắt mình không có biết đau gì á, ma mà. Đó, bầm dò hết trơn vậy đó. Ủa trời đất ơi trời giỡn gì mà giữ ác dữ vậy trời. Sao cô không thắp nhang hay nói cho ảnh biết? Cô nhắp nhang cô giái hoài à. Mà đó ngăn nó thương cô mà nó theo cô dữ lắm. Cô nói ngăn nó ngăn tối là nó giỡn với cô rồi. Nó hổ còn sống á. À. Ừ. Thì cô có thể là phiên cho ảnh để đi tu hay là đi đâu đó thì đừng có về với cô nữa. Cho cô nói phải. Để mà cô đem nó vô chùa cô gửi. Mà cô gửi cô thấy nó tội nghiệp nó quá à. Cô đốt nhang cô nói ảnh cho ảnh biết. Ừ. À, tôi giỡn gì mà ngăn cái xác dò cắn gì đó nó bầm bầm lớn bầm lớn mà quần xanh không đó. Ngộ ha cái điều cái điều đó là con cũng mới nghe cô nói là lần đầu thôi mà con chỉ nghe là chó ma đồ cắn thì mới thấy những cái quần đó mà không phải là như bầm mà như chó ma đâu, nó bầm tím luôn, nó bầm thanh thịt luôn đó. Ngộ ta. Ừ chứ còn ba chó cắn này nó một quần gì thôi hen, còn cái này là nó bầm thịt luôn. Dạ. Còn, còn 3 năm trước hết. Mà 3 năm trước mà em này chưa mắc lúc trước là em này làm nghề gì cô? À, trời đất ơi, đi dắt lúa mướn. Nó giỏi lắm, nó bằng giỏi lắm, đi dắt lúa mướn. Mà có cái là bị bệnh phong. Bị phong, phong nó giật hen. À, xô bột mầm bột bía hen. Rồi ta xúm lại, ta ngay cửa xã, người ta nhổ. Mà mình đâu có biết gì cho nó. Đó.
thì tới chừng nó lên cơn thì nó giật chết, nó giật té. Mà nó té dạ. Không, nó không té trên bờ, nó té nhặt cái té dưới sông đó, mẹ ác đó. Con có nghe nói thường những người mà chết ở dưới sông á, liên quan về nước thì rất là linh thiêng. Và cũng khó mà đi đầu thai lại hay là đi chỗ khác á. Thì ngoài cái việc mà trong nhà của cô Tư gặp, rồi cô Hai, cô Sáu gặp, thì mấy người ở xóm này nè, có ai mà từng gặp em ấy mà báo mộng hay là nói chuyện gì nữa không cô? Mà cái thằng nhỏ đó nha, cái thằng nhỏ em của nó mà con của bà già nuôi đó, cái nó chạy xe đạp đây, nó chạy qua cái cầu Long Nia, cái nó về tối nha, cái về nó khóc nha với mẹ, nó mẹ ơi con thấy anh bé rồi mẹ, con thấy anh bé ngần đứng sờ sờ, anh kêu con cho anh lên chiếc xe đạp, biết cho anh chiếc xe đạp, cái về nó khóc với mẹ, nó nhăn nó đem chiếc xe đạp nó quăng xuống mương, nó khóc qua nó nhăn như mưa bấc, nó mẹ hỏi sao, trời ơi anh bé anh kêu con nhăn cho anh lên xe đang chở anh về à, mà đứng cái hình nó thằng bé thấy con bé rõ ràng vậy đó, thấy hình đứng rõ ràng mở trần kêu nó bận quần cục cái gì đó, thật là với mẹ nó, mẹ ơi anh bé anh kêu con rồi mẹ à, cho ảnh có gian xe gì đạp gì đây, nó qua cái cầu này chết chỗ cái cầu này nè, cầu Trầm Long Nia này nè, xích ngoài đây hả cô, xích bên đây nè. Dạ nó chặn dạng rồi, chặn dạng rồi nè, nó thấy đó. Nó kêu nó nắm cái xe, nó kêu trở lại đang cho nó đi. Nhân nó đạp, trời đất ơi nó gì nó là cái người đó là bà con với bên cô nữa ha, mà bà con của bà mẹ nuôi của cái thằng bé này nè. Dạ con gì nó gì mẹ hỏi sao vậy, trời em bé anh kêu con mẹ ơi ghé chở anh đi, cái gì nó khóc ngang rồi hết hồn một chiếc nha, nó sát cái mương, nó nhận quăng chiếc xe đạp xuống cái mương vô, mẹ nó mới hỏi, nó mới nói thật lại, rồi từ đó tới sau nó không dám đi cái đường này nữa đó. Dạ từng khi nào nhát ai không cô? Hả? Nó không có nhát, mà được cái thằng đó là hợp với nó đó. Thường thì trong nhà cô gặp mà em ấy về để kêu cô nói chuyện với cô á, là thường là khoảng mấy giờ tối cô? Khoảng 12 giờ cô nằm cô ngủ rồi về nó kêu. Khoảng cỡ khoảng 12 giờ tối. Nó kêu. Nó kêu mẹ ơi mẹ, nó nói mày chết rồi sao mày về đây làm gì? Lúc trước khi mà ảnh bị té xuống cái cầu đó mà ảnh chết đó, thì trước cái đó mấy ngày á, cô có thấy có điềm báo hay là cái điềm gì về em ấy không cô? Hay là điềm em ấy có nói gì với cô không? Nó hả? Dạ cái điềm á, cái điềm để trước khi mà em ấy bị rớt xuống nước chết á. Không. Không có dấu hiệu gì hết. Chỉ có 3 ngày rớt nó lên thôi. Rồi nó mới về là mới thấy nó, rồi nói nó chết rồi nó không có chết. Lúc đó người ta coi đông không cô? Dữ lắm luôn. Lớp ở xã nó lên nó kéo dây nữa đó. Mà kéo cô có dính không mà không dính. Rồi cô mới đem bác của nó heo, mới đem gối đem đồ dục xuống cái cầu đó heo, miễn nó thấy mà cái gối mà nó xây đó heo, là nó chết ngay đó đó. Nó chìm ngay đó đó heo. Mà không có. Nó trụ suốt ở dưới này nè. Nó vớt được. Ngang cầu Ba Kim đó ngon. Chỗ đó con. Tức là ấy đó hả cô? Tức là cái gì ta gọi cái đó là dùng cũng như là... Cũng như cái gối nó nằm vậy đó. Rồi mình đem dục về đó đó. Cho nó xây cái gối nha. Thì nó còn ở đó. Mà cái gối nó trôi... Nó không có xây. Nó trôi đi thẳng luôn. Rồi lúc đó mới biết là cái hướng của ảnh mà trôi là trôi về cái hướng cái gối trôi. Cái hướng gối trôi đó đó. Mà tới 3 ngày mới dứt nó được. Cá rỉa, cá ốc ăn nó đó. Chôn ở đó đó. Ảnh chôn kế bên đây luôn. Kế bên này luôn. Kế ông nội bà nội rồi mấy cô nó đó nữa. Chôn kế ngay cái đường lộ đó, rồi có ai mà đi ngang mà từng gặp ảnh xuất hiện ra để nhát mọi người không cô? Không có, cũng có chứ, xấu có chứ không có. Mà mấy đứa nhỏ đi ngang là nó chạy không à ngang. Mấy đứa nít đi ngang thì chạy. Đi ngang chạy. Chạy nó bé ra kìa, bé ra kìa. Đó đấy mà thì cho bé ngăn, cho bé la, nó ra nó ruột, nó nhắc rồi cho bé coi. Em ấy tình bé hả cô? Tình bé. Dạ. Con nghe nói là ba người con của cô thì cũng là khó khăn không phải không? Một người mà ở trong nhà như hồi nãy con biết là la làng hoài là mình nói chuyện không được, cô mới kêu ra đây ngồi. Nó bị bệnh gì cô? Nó bị phiến tật còn nhỏ tới lớn, tới tật da cam đó, nó hồi mới đẻ nó ra đâu chừng...
nửa tháng là nó bại liệt đi không được rồi. Trời ơi, rồi la làng vậy suốt luôn đó hả cô? Ừ. Là nó kêu nó ghéo rồi, nói người nó đau nó bệnh, trời dạ cơ ơi, thôi chú ơi, thôi thôi tôi thức sáng đêm. Còn cái người con kia là ở đâu rồi cô? Người con kia nó đi lưu linh lưu lạc cái xứ nào rồi, nó bỏ tôi cho tôi chết khô chú ơi. Trời ơi, trời. Vậy có ba người con mà một người con đã bị chất độc màu da cam nằm ở trong nhà la làng. Ừ, con thằng còn một chết. Người thì đã chết nước, còn một người thì bỏ cô đó giờ luôn. Ừ, bỏ anh đi rồi nha. Rồi hiện tại cuộc sống của cô là nhờ vào cái đồng tiền như thế nào cô? Trời ơi, lương nó tháng có mấy trăm ngàn rồi chú ơi, sống không nổi rồi, đau bệnh từ hôm đó tới nay đó nha. Nó sốt luôn lên rồi tôi rung không gì nè. Là lương của cô hay là lương của cái em? Lương của nhỏ đó đi, cho tôi mới có 70 tuổi chưa có lương. Chưa có người công tuổi đó. Lương của nó không mà 5-600 ngàn rồi chú coi sao sống nổi rồi. Nó đau nó bệnh nữa rồi. Còn con thấy là cái nhà đó cũng mới cắt nhỏ nhưng mà cũng khang trang nữa, là cái đó là tiền của cô hay là tiền của nhà nước? Cái đó bên hội từ thiện người ta cho tiền, người ta lợi người ta cất, tự cất ên đó. Cái tôi thì cái nhà lá nhà cây nha chú ơi, dông bảo của cái nhân. Tụ mẹ nó sập nhân, rồi mẹ con tôi chạy. Chạy ra ngoài gốc chuối gốc lụm rồi che cái tum. Rồi ở. Dạ. Rồi từ thiện người ta góp gom lại được số tiền gì đó, rồi người ta cho tôi, cho mấy cái người mà lãnh cấp đó, rồi người ta lại người ta cất cho tôi, rồi người ta cho chổng ngựa đồ này kia hen, gạo nước mắm bột ngọt gì phải cho không đó. Dạ cô quá không cho đó. Là hiện tại con nghe em mấy chổng là la làng hoài đó cô? Ừ, nó lao hơi hoài vậy. Vậy là trong nhà cô hiện tại còn cô với em đó thôi? Còn cô với tôi với nó thôi, rồi thêm tôi nuôi cho cái thằng mắc dịch bên đây 4 năm trời nữa. Dạ. Rồi tôi đau quá hổm nghe, tốn cho mày mấy trăm ngàn, nó sốt tôi nghe, nó run vậy nè. Rồi con nhỏ lần sớm nó mới lợi nha. Nó nấu cháo, nó đồ cái nó hả miệng tôi, nó gạch ra nặng nó đổ vô. Dạ. Tính kỳ đó bữa đó tôi chết luôn rồi chú ơi, không còn sống tới nay mà ngồi ở đây mà nói chuyện với chú đâu. Dạ. Vậy có thể là con với cô sẽ mà mình bước vô nhà cô lại một lần nữa để con quay cái toàn cảnh cái nhà của cô và cái em bị bệnh nằm ở đó để cho bà con cô bác khác người ta biết hả cô? Ừ. Dạ, để cho ví dụ mà ai có duyên với cô á, thương cảm cho hoàn cảnh của cô á, người ta có thể là trợ duyên cho cô được thì con sẽ nhận, sẽ trao cho cô. Ừ. Dạ. Tôi bây giờ mình chuẩn bị đi nha cô. Ừ. Bây giờ mình đi vô trong nhà thăm ngôi mộ của em bé ha cô Tư. Ừ. Dạ. Vô thăm đi. À, cô Tư là nãy tại vì ở trong nhà thì sợ cái em ấy làm ồn, do đó cô Tư đi ra ngoài đây chia sẻ về một cái câu chuyện nó của... bệnh tâm thần đủ mẹ tôi chia sẻ cái câu chuyện về em bé đã mất rất là linh thiêng, và phía xa xa phía trước là những cái ngôi mộ ông bà của cô Tư cũng như là ngôi mộ của em bé. Đi đường này hả cô? Ừ. À, ngôi mộ của em bé là ở đâu cô? Đây là mất cách nay 3 năm. Ba năm khổ chú ơi, chết giờ nào đây nữa. Còn mấy ngôi mộ xung quanh này là cũng ông bà của cô hay sao? Cái ông đó ông chết ông về ông kêu á. Dạ. Ông về ông kêu nói dân bảo tới rồi sập nhà rồi chạy đi chạy. Đây nè, nhỏ chết nè. À, ngôi mộ này là của em bé. Ờ, em bé đó. À, 2019. Ừ. Dạ. Đó. Chết mà tôi không có cái tiền mua hàng, nói cho chú thương nha. Mấy thằng anh của nó nhân cho tiền mua cái hàng chôn. Dạ, lúc đó là không có tiền chôn cắt anh luôn. Ờ, rồi vậy. Anh người em này luôn. Rồi người ta mặn mộ, mặn núm người ta cho luôn. Dạ, đó. Cũng như là người ta bà con cô bác cái đồ sớm lại cho. Ừ, cho thôi. Ôi cô hứng nước mưa xài hay sao? Con thấy mấy kiểu nước mưa dữ hả? Hết trơn rồi chú ơi. Dạ. Hồi cái thằng chết đó còn sống nó mua đó. Dạ, cô vô trong đi, phải cái chị này không cô? Ờ, đây nè, còn nhà nước cho tôi thùng này nè. À, nhà nước cho cái thùng. Triệu này đó hen, là cháu mỗi đứa cho một cái. Đó. Ôi dạ, trời. Đây là em, đây là bao nhiêu tuổi rồi? Chị bao nhiêu tuổi rồi? Nó, năm nay nó tuổi thủy 40 mấy tuổi rồi đó. Dạ. Nó ỉa đáy một chỗ, ăn ỉa đáy một chỗ. Chị trên 40. Dạ, chào chị. Có gì không cô? Dạ, có. Có. Đó. Là... Ôi, bà chị hồi nãy la dữ lắm, bây giờ có mình sao tự nhiên hết la. Vui không chị? Có em tới đây vui không? Bệnh. Bệnh, chị bệnh hả? Ừ. Nó sốt mấy bữa gài vậy nha. À. Có tiền không? Có. Em cho tiền. Ừ. Thích tiền hả cô? Thích tiền lắm mà không có mua gì mua, để đó vậy. Chứ không có mua gì hết trơn. Thích lắm.
Thì qua nay sốt nên nằm mê man tàn tật chị. Trời ơi, vậy là hiện tại là cô với chị này là ở nhà một mình. Ở nhà một mình. Dạ. Rồi bằng đêm bằng hôm đau không biết có ai chết trong nhà nữa. Cô chú ơi, khổ. Ôi. Cái nhà này là cũng của bên từ thiện. Nước từ thiện cắt cho cô. Cắt cho. Rồi bên hội chữ thập đỏ mới cho nè. Ghế bàn. Chổng. À, cho hết trơn luôn. Cho rồi. Toàn bộ hết trơn. Rồi người ta lợi người ta cất rồi cho tôi cái hang là tôi ở ngoài mưa, tôi che cái chòi tôi ở ngoài mưa. Đó. Rồi tới gần rồi người ta kêu tôi vô, người ta ginh vô cho tôi. Rồi nhà nước cho thùng cho đồ hang, rồi từ thiện cho gạo cho đồ tôi ăn chú ơi. Cái tuổi của tôi bây giờ 70 tuổi rồi nó khổ nha. Dạ. Khổ từ hồi mà. Mà tới bây giờ đó nha tôi. Dạ cô ơi, thì chị này vẫn còn biết cái đồ bình thường á cô? À, tiếng nói được, tiếng nói không được như tiếng Khmer. Nói thì nghe được, có khi nghe không được. À. Chào chị. Kìa, chào kìa. Có tiền không à, toàn hỏi có tiền. Ừ, hỏi tiền không à. Rồi bị như vậy là không có đi đứng được hả cô? Không có đi được. Dạ. Nó bại liệt luôn mà. Nó ỉa đáy một chỗ luôn á. Là như vậy không? Ừ. Ờ rồi, rồi bắt cô phải lo hết này. Ừ. Phải được, ừ. Phải còn em bé mà còn nữa thì phải lo cho cô đỡ rồi, mấy bị mắc nữa. Ừ, à, bữa hổm nha, tôi đi ở nhà nha. Không biết bò sao mà đấm ở đây nha, té xuống đây một cái nha. Rồi tôi bưng lên không nổi. Trời ơi. Rồi tôi mượn cái thằng ở bên siêu quân bảnh nó qua, nó nắm nó giò lên, nó khiêng với tôi. Dạ, còn cái tấm hình của em bé đâu cô? À, hình bé thờ đắng đó. Đó, con đó đó. Dạ, là đây. Đây, đó. Đó, là hồi là chết cái 39 tuổi đó nó thờ đó mà ly hương gà nhảy bể rồi. Dạ. 29 tuổi là nó mất. Ừ. Ở ly hương là bể hả cô? Bể rồi, gà nhảy rồi bể rồi. Cô không mua cái khác để lên để đốt nhang cho mấy. Để mà ai đi chợ cứ tôi gửi mua ly hương. Là lúc đó cô ngủ ở đâu? Cô ngủ ở đâu mà gặp em bé về thường xuyên á cô? Năm trước đây nè. Là cô nằm đây với bà chị này. Bà chị này bữa hôm đó bà ngủ trong này, rồi bà đau quá, rồi bà sốt, bà nóng quá, rồi tôi mới cổng bà tôi ginh ra đây nè. Dạ. Tôi 70 tuổi rồi chú là ơi. Là cô ngủ ở đây, lúc trước cô ngủ ở đây thì em bé đã về đây kêu cô và trò chuyện với cô. Ừ, kêu. Bà cô nói thôi mày chết rồi mày đừng về nữa, rồi mày chết rồi mày về đây làm chi nữa. Con không có chết rồi bà nói cũng chết. Mày thôi mày không chết thì thôi mày sống. Dạ. Vậy cô ơi, lấy gần chịu giùm anh. Dạ, hôm nay con cũng đến đây cũng nhờ sự giới thiệu của em Ngôn. Thì con cũng thấy cô, hoàn cảnh của cô như thế này, con cũng xót thương cho cô quá. Sẵn cô chia sẻ cho con một cái cốt truyện mà về em bé mắt rất là linh thiêng. Thì sẵn đây con cũng thấy được cái hoàn cảnh của cô như thế này, cũng xót thương. Con cũng có ít quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho con. Con xin trích chút ít để gửi qua cho cô ạ. Dạ, con xin gửi cho cô 1 triệu tiền của một chị ở bên Mỹ đã gửi quỹ cho con không nêu tên ạ. Dạ, con xin gửi 1 triệu cho cô. Cô cảm ơn. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân á cô. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi mang ơn. Dạ. Giờ khổ quá rồi, 70 tuổi rồi, không biết làm sao sống đây. Đòi tiền hả gì hả cô? Đòi tiền. Ừ. Em có giấy trong đây 50 hay 100 gì không? Cho bà chị cầm. Nó bị nó sốt rồi không dám bắt. Sốt không dám bắt quạt hả cô? Ừ. Đâu em qua em gửi cho chị đi, cô chị mừng không? Ừ. Sốt không dám bắt. Trả tiền cho chị nha. Trời ơi chồng. Không lấy. Trời ơi, chơi tiền. Chơi tiền hết hả? Không lấy đâu. Có tiền nhiêu cho nhiêu. Trời ơi, cho 1 triệu. Trời, có ai biết nói 1 triệu rồi lại. Trời ơi, biết chịu. Nói chịu chứ không, cái cầm đưa họ hỏi đại nhiêu không biết. Không, không biết tiền. Không biết tiền. Tại vì con mới nói 1 triệu. Chị nói theo 1 triệu. Nói theo đó chứ không biết. Không, chịu để mai mốt đi, em có tiền nhiều em sẽ cho chị 1 triệu riêng. Trời ơi, tội nghiệp là nằm ngồi dĩ hoài tôi luôn nói hả cô? Tôi nói nha. Đi mấy đi cái đồ là tại chỗ cô lo hết luôn. Hết trơn luôn, thằng đó cũng một tay tôi lo. Dạ vậy thôi, cũng chưa nắng à, con cũng để cho cô với bà chị nghỉ ngơi. Con cảm ơn cô đã chia sẻ cho con một cái câu chuyện
tâm linh có thật xảy ra, là người con của cô đã mất và hiện hiển linh về báo mộng cho cô cũng như nhiều người khác. Con cũng thấy hoàn cảnh cô rất xa, con cũng gửi chúc ích cho cô, con chúc cho cô được nhiều sức khỏe nha cô, để lo cô cho chị nữa. Cảm ơn. Rồi thôi, Cao Hớn mình xin chân thành cảm ơn một chị ở bên Mỹ không nêu tên đã luôn đồng hành cùng Cao Hớn đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cao Hớn xin cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi ạ.